Tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2022 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn. Mở đầu bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, ngày 21 tháng 3, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc quyết định đình chỉ kế hoạch thực hiện xét nghiệm bắt buộc toàn dân sau khi xem xét ý kiến của các chuyên gia từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Các chuyên gia y tế đều cho rằng việc xét nghiệm bắt buộc toàn dân nên được thực hiện trong giai đoạn đầu hoặc giai đoạn cuối của đợt bùng phát, nên hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Do đó, Hồng Kông có tiến hành xét nghiệm toàn dân hay không còn phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng giảm trong những ngày gần đây, ngày 21 tháng 3, chính quyền Hồng Kông đã công bố một số biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội. Tổng thống Ukraine cảm ơn Thủ tướng Israel đã nỗ lực hòa giải và cho biết Jerusalem là nơi thích hợp để Kiev tìm thấy hòa bình thông qua đàm phán với Moscow. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 20 tháng 3 gợi ý rằng Israel có thể là địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga. Cho đến nay, các vòng đàm phán trực tiếp đã được tổ chức giữa Nga và Ukraine đều diễn ra ở Belarus. Gần đây, Ngoại trưởng của Nga và Ukraine đã có một cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo sự dàn xếp của Ankara. Trong một phát biểu vận động tranh cử, Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yoon đã đề cập đến việc thúc đẩy kế hoạch rời thủ đô Hàn Quốc khỏi Seoul. Khi bước vào nhiệm kỳ chính thức từ tháng 5 tới, chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yoon dự kiến đi theo lộ trình đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế tại thành phố Sejong. Ông Yoon Suk Yoon đã cam kết sẽ chuyển các thành phần chính của quốc hội đến thành phố mới, đồng thời hỗ trợ thành lập các đặc khu kinh tế ở khu vực xung quanh để thu hút đầu tư nước ngoài, tạo ra các viện nghiên cứu và công nghệ hiện đại để thu hút các nhà khoa học hàng đầu. Đã có một số cơ quan chính phủ chuyển đến Sejong, bao gồm Bộ Giáo dục và Bộ Môi trường. Ý tưởng chuyển sang thủ đô mới lần đầu được đề xuất bởi cựu Tổng thống Roh Moo-hyun vào năm 2003. Ông Roh Moo-hyun chủ trương chia sẻ tầm ảnh hưởng và tài chính vốn tập trung ở Seoul vào những địa điểm khác của Hàn Quốc, khuyến khích phát triển khu vực và giảm tình trạng quá đông đúc tại thủ đô Seoul. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải nhiều rào cản. Xin được chuyển sang phần tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, tại báo cáo số 379 về công tác y tế trong tháng 3 năm 2022 gửi Văn phòng Chính phủ ngày 21 tháng 3, Bộ Y tế cho biết từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 17 tháng 3, cả nước ghi nhận 4.287 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong tại tỉnh Bình Dương. Đây cũng là 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm nay. Như vậy, tích lũy từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 9.919 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca sốt xuất huyết giảm 65,4% và số tử vong giảm 4 trường hợp. Sốt xuất huyết và COVID-19 là hai bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đều do virus gây ra với một số triệu chứng ban đầu giống nhau, có thể nhầm lẫn như sốt, đau đầu, đau mỏi người. Sáng ngày 21 tháng 3, tại thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến công bố cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam và triển khai ứng dụng eTax Mobi. Đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, nhằm chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Trong đó tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý cũng như chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn và các đại biểu thực hiện nghi lễ kích hoạt cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và ứng dụng eTax Mobi. Hiện tất cả các phương tiện đi trên tuyến quốc lộ 1A đều đã được lưu thông qua hầm Phước Tượng như trước khi mặt đường bộ hầm được sửa chữa. Công ty Phước Tượng Phú Gia, đơn vị quản lý hầm Phước Tượng, Phú Gia cho biết trong 3 ngày từ 18 tháng 3 đến 20 tháng 3, lưu lượng qua hầm Phước Tượng trên 10.000 lượt xe mỗi ngày. Tuy nhiên, trước khi vào hầm thì các phương tiện đi từ Nam ra Bắc và chiều ngược lại phải chấp hành với sự điều tiết của đơn vị quản lý vận hành và cơ quan chức năng.
Được biết, việc sửa chữa mặt hầm Phước Tượng và Phú Gia được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quy trình bảo trì. Công trình này đưa vào khai thác từ năm 2016, hiện đã đến thời hạn thực hiện trùng tu, sửa chữa các hư hỏng để đảm bảo an toàn công trình. Ngày 21 tháng 3, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng gần sáng ngày 23 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh. Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thông tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ gần sáng ngày 23 tháng 3, khu vực Hà Tĩnh có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất ngày các khu vực phổ biến từ 20 đến 22 độ C. Từ đêm ngày 22 tháng 3, gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5. Vùng biển Hà Tĩnh có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Ngày 21 tháng 3, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc tại 20 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do đó, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, cơ sở hạ tầng giao thông quá tải chưa đáp ứng được, đặc biệt là khi diễn ra các sự kiện lớn. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, trong 20 nút giao thông trọng điểm có khu vực cửa Nam, Trần Phú, Điện Biên Phủ, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy là những tuyến đường có mật độ người và phương tiện đông. Đồng thời, các nút giao nằm trên các trục chính kết nối nơi ăn ở và thi đấu của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31. Theo dự kiến, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội và các địa phương lân cận gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. Đây là lần thứ hai Hà Nội đăng cai SEA Games kể từ năm 2003. Ngày 21 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lãnh đạo huyện này vừa trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và gửi lời cảm ơn đến gia đình một người dân trên địa bàn vì đã có việc làm ý nghĩa góp phần xây dựng đô thị văn minh, thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, người đàn ông vùng cao được nhắc đến là ông Hồ Văn Thiệp, sinh năm 1943, trú ở tổ dân cư 4, khu phố 4, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới. Ông Thiệp vốn là một y sĩ quân đội về hưu. Khi hay tin cán bộ xã, huyện về triển khai chủ trương và vận động người dân trong xóm hiến đất làm tuyến đường ASAP, đi Nguyễn Văn Hoạch, thị trấn A Lưới, ông đã vui vẻ đồng ý ngay. Trên tinh thần tự nguyện, ông Thiệp đã tự nguyện hiến 424,96 m² diện tích đất nông nghiệp của gia đình để mở tuyến đường. Tại buổi thăm hỏi, động viên gia đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao hành động, việc làm ý nghĩa của cựu binh Hồ Văn Thiệp. Với cảnh quan thiên nhiên xanh tươi, yên bình, có nhiều góc máy chụp ảnh lưu niệm đẹp, đường đi lại thuận lợi, hồ Hố Voi nằm ở thôn Trinh Vân Bắc, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ đang trở thành một điểm lý tưởng thu hút đông đảo khách tham quan, nhất là các bạn trẻ gần xa đến câu cá, cắm trại vui chơi. Mùa này chỉ cần đứng ở ven hồ ngắm mặt nước phẳng lặng xanh ngắt một màu, như nối liền với rừng cây ven hồ, và bầu trời khoáng đạt bạn đã thấy thư thả trong lòng. Ở hồ Hố Voi vẫn còn một số voi đất nhô lên, ở đó cây cối xanh những lùm cây này là chỗ trú ngụ của rất nhiều chim chóc. Khi hoàng hôn xuống cảnh những đàn cò trắng chao liện, tiếng chim kêu chiều khiến bạn thấy mặt hồ như nới rộng ra, và cùng với cảm giác trời đất giao hòa, một cảm giác thanh thản, thư thái sẽ lan tỏa trong bạn. Những tháng gần đây, nhiều bạn trẻ đến đây chụp ảnh lưu niệm từ xế chiều, sau đó cắm trại, câu cá và ở lại qua đêm, nhất là những đêm trăng rằm sáng lung linh. Bahamas có tên chính thức Thịnh Vượng Chung Bahamas, hay quần đảo Bahamas là một quốc gia nói tiếng Anh tại vùng Caribbean. Là một quần đảo với 700 hòn đảo, cồn và đảo nhỏ, Bahamas nằm trong Đại Tây Dương, ở phía đông Hoa Kỳ, phía bắc Cuba và vùng Caribbean, phía tây lãnh thổ phụ thuộc Anh quần đảo Túc và Caicos. Người Anh biến hòn đảo thành một chính phủ tự trị, đối với các vấn đề đối nội từ năm 1964, năm 1973, Bahamas được hoàn toàn độc lập với tư cách là một thành viên của khối Thịnh Vượng Chung Anh. Từ những năm 1950,
Nền kinh tế Bahamas đã khởi sắc dựa trên hai lĩnh vực du lịch và dịch vụ tài chính. Dù vậy, đất nước này vẫn phải đối mặt với một số thách thức trong vùng như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng và bạo lực do nạn nhập cư bất hợp pháp. Dự án đổi mới đô thị đã được tung ra trong những năm gần đây để giúp cải thiện bộ mặt các đô thị vốn đã bị suy thoái nhiều trên các hòn đảo chính. Ngày nay, đất nước này có mức thu nhập trên đầu người đứng thứ ba ở Tây Bán Cầu. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ao điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ao điểm báo lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.